Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ok, thì ngày hôm nay vẫn là một cái bộ trang phục ninja. Và anh em nha, có một lưu ý đấy là các bạn xem video thì nhớ anh em là nhấn nút like với lại anh em đăng ký kênh giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Dạo này thì kênh nó hơi bị mất tương tác một xíu, thế nên là đâm ra là lượng view rất là thấp. Thì nhớ anh em giúp đỡ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, một cây súng phóng lựu mới. Anh em trông lạ không ạ? Súng phóng lựu AMR nha. Ok, thì phải nói là AMR là một cây súng khá là hiếm luôn mọi người ơi. Và nói chung là thi thoảng thì trong game Free Fire, cây súng AMR sẽ xuất hiện trong một số những cái chế độ chơi đặc biệt thôi. Chứ còn là anh em đấu rank hoặc là đấu thường thì sẽ không thấy cây súng AMR đâu nha. Ok chưa ạ? Chúng ta có một cái giáp level 2 này. Đấy, thì kẹo cũng tranh thủ lượm thêm thật là nhiều bom gạch, bởi vì là hiện tại thì mình đang chơi trong chế độ đấy là xây và trượt nhá. Bắn thử ô tô này. Ui, sau khi mà khóa mục tiêu thì mình phải công nhận là AMR nhá. Một viên thôi nghe mày nổ xe. Các bạn thấy sức mạnh khủng khiếp không ạ? Nhưng mà AMR này thì sức mạnh của nó chỉ khi bắn vào xe thôi nha anh em. Bắn vào người thì sẽ yếu đi nhá. Ui, anh em thấy gì đây? Ui, có cái vật phẩm gì trông lạ vãi. Thì ra là nấm mọi người ơi. Nấm ở bên xe vừa Thái Lan thì nó đã cải tiến rồi anh em ạ. Ui, thôi xong rồi. Bắn pha đấy hơi lệch anh em. Lại nhá. Này, ui. Như vậy là cũng một viên là anh em có thể nổ xe máy được rồi nhá. Hey, các bạn thấy không ạ? Cái súng AMR rất là mạnh đúng không? Hey, thì khi mà nó khóa mục tiêu vào xe, bắn chỉ cần là một viên thôi, tất cả các loại xe đều nổ cả luôn anh em ơi. Tôi không biết là tôi chưa thử với Monster Truck anh em ạ, nhưng mà mình sẽ sớm thử nhá. Ok chưa ạ? Giờ này thì mình sẽ không lượm cái súng dây móc đâu. Đơn giản là bây giờ lượm súng dây móc thì chúng ta sẽ phải bỏ cây súng AMR ra. Cơ bản là AMR thì nó là một cái cây súng ở khe súng phụ thôi nha. Mình thì lại cứ tưởng là nó là khe súng chính cơ. Ok, có lẽ thì ở đây nó cũng chính là lý do tại sao mà AMR cái lượng sát thương của nó mình có test rồi anh em ạ. Bắn vào người thì lượng sát thương chỉ tầm khoảng 100 thôi đấy, nhưng mà cây phóng lựu kiểu này nó bắn theo đường thẳng nên là tỷ lệ trúng nhá nó sẽ rất là cao ở những cái vị trí xa. Anh em chỉ cần là nhắm bắn và khóa vào địch thì đơn giản thôi ạ. AMR cũng có thể là hạ gục địch một cách dễ dàng luôn. Giờ này, let's go. Thì trong chế độ xây và trượt này, mấy ông bên Thái Lan kêu nhau nhanh quá luôn các bạn ơi. Này, tầm này thì còn lại có 12 người chơi ạ. Từ từ anh em nhé. Chuẩn bị này, let's go thôi nhỉ. Hiện tại thì mình đang sở hữu combo súng là P90 này. Chúng ta có M60 nữa. Đấy, cơ bản là mình sẽ kiếm thử người để test coi anh em ơi. Test coi là sức mạnh của AMR khi bắn vào người thì nó sẽ thế nào. Đấy, xem là anh em thấy là bắn vào xe thì nó đã rất là mạnh đúng không? Còn bây giờ thì bắn vào người nó yếu hơn. Nhưng mà tôi cũng cứ test cho anh em coi nha. Nếu như các bạn thấy video hay và thú vị, đừng quên để lại cho video một lượt like và anh em đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Đấy, đón xem những video mới từ kênh Sĩ Kẹo này. Đây đúng không? Ui, nó chạy rồi anh em ạ. Mày chạy này. Đó, thì đam từ cây súng AMR sẽ là 100 khi mà bắn vào người nhá. Hình như là nó bất kể mũ giáp nào thì đam cũng là 100 thì phải. Mày làm gì đấy hả? Thanh niên, ra đây em. Cái đó ô xanh chứ nhở. Mày làm sao? Ui, ra đây. Ui, cái gì đấy? Phóng lựu cơ. Sợ thế. Ui, vãi. Ngáo quá rồi em ạ. Thanh niên này thì bạn ấy chơi hơi ngáo. Ui, bye bye. Vẫn phải nói là rất là ngon. Khi mình hiện tại thì mình cũng đã lượm được cái ba lô ba của bạn ấy. Đấy, thế này tha hồ chờ đồ nha. Cũng như là mình nghĩ là mình sẽ đổi qua cây M79 đi. Yes. Lâu lắm rồi đấy là mình không có chơi M79. Thì ngày hôm nay trải nghiệm luôn M79 anh em, ngại gì đúng không nào. Ok, rất nhiều cái đạn 40mm luôn. Thế này tha hồ thoải mái để bắn nhá. Yes. Đây, có xe này. Lúc nãy thì mình test cái sát thương của cây súng kia AMR. Còn bây giờ là M79 này, một viên cũng nổ xe máy luôn nha. Thế còn con xe này, một viên chưa nổ anh em. Thế tầm kiểu là hai viên.
hai viên sẽ nổ xe, tôi nghĩ thế. Ok này, ui hai viên nổ xe. Vậy là nếu mà để bắn xe thì AMR nó sẽ là một cái cây súng phóng lựu nó ngon hơn anh em ạ. Ngon hơn M79 nhá. Rồi đại, let's go. Các bạn và người thì tất nhiên là M79 sát thương nếu như mà anh em bắn chuẩn thì sẽ rất là ngon nhá. Ui, ở trên có người kìa. Lên luôn ngại gì đậu xanh. Xem thằng nào gáy ở trên này. À đủ. Từ anh em ơi, để kẹo lên trên xem như nào này. À, thanh niên nào chỗ này. Ui, cái gì đấy. À đây rồi. Ui, cái gì đấy. Một viên này, viên nữa này. Mày này, từ mày. Ui, nó dựng rồi anh em ơi. Nó dựng lên cái bom gạch. Hơi khó sơi à. À, từ anh em ạ. Mày này, làm sao. Yes. Thì đam từ cây súng M79 nó mạnh hơn rồi. Tất nhiên là thế. Và ui, lại có thêm đạn 40mm hả? Ngon quá nhờ anh em nhờ. Ok luôn, tuyệt vời nè. Yes. Thế là hiện tại thì mình đổi qua cây súng M79 nữa luôn. Vậy là chúng ta có combo hai cây M79. Phải nói là đây là một cái combo súng nó khá là dị luôn. Thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em như thế nào? Tức là các bạn cầm hai cây súng phóng lựu này và anh em có thể là bắn liên tục và đỡ phải reload đạn hơn, đúng không nào? Thì nó cũng là một tính năng rất là hay. Đây, cái này tôi đoán cũng là nấm thôi, nhưng mà khả năng là nấm cấp 3. Đấy, bên xe vừa Thái Lan người ta làm ngộ nghĩnh vãi. Cái vật phẩm nấm nó đã thay đổi anh em ạ. Đấy, lại là cái hình chai nước với lại cái miếng thịt hay sao ấy. Tôi tạm thấy giống thế. Ok. Rồi nhá, ở đây chúng ta có gì nào. Ui, bắn cái mìn nhưng mà không được. Tức là nếu như mà các bạn xài phóng lựu nhá, các bạn bắn vào mìn thì mìn nó sẽ không nổ. Anh em chỉ có thể là xài súng bắn vào mìn thôi. Mà kẹo thì đang sử dụng combo hai cây M79, thế nên là thôi, lượm súng gì tầm này nữa, đúng không nào? Ok. Lúc này thì đây, mình mới chỉ có được một kill. Chế độ save và trượt này thì anh em có thể di chuyển nhanh bằng cái súng dây móc. Rất là hay nhá, anh em thấy không ạ? Tôi bám vào đất này, vẫn leo lên vô tư. Ai, thật sự thú vị đúng không nào? Ấy, và các bạn thấy video hay, đừng quên nhá, nhấn nút like cho video nhá. Thank you mọi người. Yes. Vâng, tôi leo hết từ căn nhà này sang căn nhà kia, đúng chất kiểu assassin đúng không anh em? Đấy, nó cứ phải gọi là dân chơi, không phải dân thường đấy nhở. Rồi nhá, let's go nào. Tiếp tục đến với cuộc hành trình săn mạng ngày hôm nay nhá. Oh man. Nữa nè. Hey. Chơi game với cái chế độ này thì sẽ khá là vui, nhưng mà cái vấn đề chính là tôi muốn kiếm người cơ. Chắc là lên trên cổng trời thì sẽ thấy người nhá. Mình sẽ lên trên mình hóng coi đậu xanh nhờ. Giờ mới có được một kill này, chơi từ đầu trận đến giờ hơi nản. Và chế độ này thì cơ bản là như tôi đã nói thì nó có khá là nhiều những cây súng lạ, ví dụ kiểu cây AMR anh em rất là ít gặp, cũng như là có thêm một vài món nữa, thế nên là anh em kiểu kill nhau nhanh vãi trưởng ra luôn, chắc là anh em cũng máu chiến rồi nha. Với lại thì không biết như nào, có thể là bên xem vừa Thái Lan này người ta chơi theo kiểu khô máu chẳng hạn này. Đấy, còn Việt Nam mình thì toàn kiểu đi núp là chính thôi anh em ạ. Đấy, tôi có thể tìm ra 1001 cái cách núp luôn cơ mà. Thật ra thì lâu lâu xạo xỉu anh em nhá. Ok này, trong này thì mình vẫn chưa thấy ai. Nhưng mà mình nghe thấy tiếng thằng nào đang cầm dao xong là cứ gạ gạ. Hình như là ở trên này đúng không? Mày đang ở đâu? Ra đây nhanh. Đậu xanh thằng bé cứ kiểu cầm dao vụt vụt, tính gạ team up đây mà. Ở Việt Nam hay là ở Thái Lan thì tôi vẫn thấy anh em gạ team up bình thường. Đậu xanh nhá. À đây rồi, hình như là nó chạy qua đây rồi. Ok hay lắm, mà liệu hồ nhá mày. Rồi nhá, mình sẽ sớm xử lý thanh niên này. Ây, nó ở dưới đúng không? Uầy, chuẩn bài rồi, chuẩn bài rồi. Giờ đây, đậu xanh nhở. Đâu rồi nhở? À đấy. Mày à, mày à. Ui, mày này, sợ chưa. Vào nhà nhanh. Ui anh em ơi, lỗ rồi. Chạy nhanh. Mày này, đúng rồi. Ui, thanh niên nào gài mìn thế. Ui, chơi thâm vãi trưởng luôn. Ui, các ông có thấy là mấy ông Thái Lan cũng nguy hiểm không kém gì mấy ông Việt Nam được không ạ? Mày này, đúng không? Rồi nhá, anh em chờ tí, tôi còn máu đã. Đây, chuẩn bị, let's go. Xem là chú làm gì anh. Anh chơi 79 cơ mà, anh phải ngại chú cả. Ui, một viên đạn nhá. Một viên đạn này, ui, không trúng á. Đậu xanh nó vẫn chạy được kìa. Thanh niên này, ui, mình bắn ngáo quá anh em ạ. Đây là lý do kẹo rất là ít khi chơi 79 nhá. Không sao.
Còn tí máu kiểu sợ vãi trưởng nhỉ. Công nhận là sai một tí nữa là mình toang đấy. Nhưng mà cũng khá là hên, bởi vì là kẹo có giáp ba, với lại thì lúc nãy là tôi cũng đã bơm đầy máu rồi. Chứ chủ quan không bơm đầy máu là có lẽ là toang cả hai đứa luôn nhở. Đấy. Ok nè, thì mình vừa lượm thêm một cây P90 ấy. Cơ bản thì tầm này đạn phóng lựu nó chỉ còn lại có 5 viên thôi, thế nên là cũng hơi khó chơi. Tôi thì tôi quyết định là lượm thêm cây P90 để có một cái cây súng tiểu liên nó có thể cơ động hơn. Bởi vì là P90 anh em bắn ở xa rất là tốt này, bắn ở gần cũng khá là tốt luôn. Ui, vãi thế. Kiểu lúc nãy mình đã thấy cái mìn rồi, mình chạy đường xuống dưới rồi. Thế mà bây giờ kiểu lại chạy lên trên, nát mất mẹ cái giáp rồi anh em ơi. Ui. À đây. Nghĩ hôm nay kiểu chơi game ngáo thật anh em ạ. Đây, hiện tại lượm rất nhiều trang bị rồi nhá. Ok nè. Được rồi nhá. Lên thôi anh em. Ui, lại có thêm đạn M79 này, ngon này. Thế là bây giờ là có 7 viên rồi nhá. Ok, trong thính này là thính SVD. SVD thì mình khá là ít chơi nó, cơ bản là mình không thích, cũng như là SVD bắn nó hơi chán anh em ạ. Mình thì mình hay chơi XM8 quái thú, với lại MP40 cơ khí là nhiều thôi, có thể là mình chơi cái bích vàng cũng được. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Ở bên xem về Thái Lan thì anh em thấy không ạ, đồ của tôi cùi vãi. Cái này là trang bị ngày nhá, hình như là ngày mai là hết mẹ hạn rồi. Nhưng mà cái quãng thời gian mà mình chơi bên server Thái nó rất là ít. Lâu lâu kiểu làm một số video vui vui cho anh em coi, nên là mình cũng không đầu tư vào tài khoản bên Thái làm gì cả. Còn cái nick bên server Việt Nam của mình thì hầu như là nó full đồ rồi anh em ơi. Đấy, nó cũng phải full 95% đồ có trong game Free Fire. Nên là mình cũng chẳng cần gì nữa. Còn skin súng là skin nào ngon nhất mình chả có. Ok, xem chuẩn bị chạy xuống dưới nào. Rồi nhá, hóng thôi anh em. Tập này là còn lại 4 thanh niên nha. Thì anh em hãy cùng tôi, theo chân tôi, chúng ta cùng đi tìm và tiêu diệt 4 đứa còn lại nhở. Ai, full mẹ ba lô rồi. Chắc tôi lượm nhiều cái bom gạch quá, tập này full mẹ ba lô rồi, nên là không thể loot được thêm gì nữa. À, khả năng cao là trên mấy cái cây này có người này. Ui, cái đậu xanh thanh niên kiểu này, bạn này thích xây nhà trên cây thế nhở. Ui, chuẩn mẹ rồi, ui ở trên này. Vãi trưởng hết, ấy đổ súng. Vãi trưởng. Ôi tôi chết mẹ rồi. Kiểu phần này toang thế. Thôi bye anh em nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.